Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 20 tháng 8 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc trong bản tin ngày hôm nay Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây Tổng thống Trump cảm ơn hiệp hội cảnh sát Milwaukee vì đã ủng hộ thay mặt Joe Biden vừa xuất hiện đã bị la ó sau nhiều tháng bị giam lỏng tại DC thẩm phán tòa án tối cao chỉ trích việc có quá nhiều luật khiến nước Mỹ bị tổn hại và sau đây là phần thông tin chi tiết Kính thưa quý vị, vào hôm Chủ nhật, cựu Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lời cảm ơn tới Hiệp hội Cảnh sát Milwaukee vì đã ủng hộ chiến dịch của ông. Tổng thống Trump đã chia sẻ video ghi lại sự ủng hộ cùng lời cảm ơn của mình trong bài đăng trên social. Cảm ơn MAGA 2024, ông ấy viết. Sự ủng hộ đầy đủ đã được đưa ra vào hôm thứ Sáu khi ứng cử viên phó tướng của Trump là j D. Vance phát biểu tại Milwaukee. Lời xác nhận viết rằng Hiệp hội Cảnh sát Milwaukee rất vinh dự được chào đón ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, chúng tôi rất biết ơn khi được chào đón ông đến đây để khuất đại thông điệp của chúng tôi, rằng các thành viên của chúng tôi cung cấp mức độ dịch vụ cao nhất cho cộng đồng. Chủ tịch MPA Alex Ayala cho biết, chúng tôi muốn nói rằng hiệp hội cảnh sát Milwaukee là sức mạnh đằng sau lực lượng chúng tôi sử dụng các từ danh dự và phục vụ khi nói về những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của sở cảnh sát tầm quan trọng của họ vượt xa đồng phục và phù hiệu đó là về cam kết phục vụ và bảo vệ tất cả chúng ta của họ sự chiến thực này cũng giải quyết những lo ngại về hoạt động cảnh sát tại thành phố nằm ở một tiểu bang chiến trường quan trọng có rất nhiều thách thức đối với hoạt động cảnh sát tại thành phố milwaukee tiền tại ngoại thấp đối với tội phạm nguy hiểm nhu cầu phải nỗ lực trung thực và phối hợp để truy tố những tội phạm bị truy nã theo lệnh truy nã tinh thần cảnh sát thấp trong một xã hội thường chống lại cảnh sát vội vàng đưa ra phán quyết trong các vụ việc liên quan đến cảnh sát chưa kể đến cuộc khủng hoảng nhân sự khiến cảnh sát phải dành nhiều thời gian xa gia đình hơn nữa Thưa quý vị, việc giải quyết những vấn đề này không phải là vấn đề chính trị, mà thực sự là vấn đề sống còn đối với Milwaukee. Jenny Van đã bày tỏ lòng cảm ơn tới Hiệp hội Thực thi Pháp luật trong bài phát biểu của mình với nhóm. Ông cho biết, điều chúng ta muốn nói đến hôm nay là chúng ta cần có chính sách thực thi pháp luật chỉ hỗ trợ những người đang đảm bảo an toàn cho chúng ta. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã tấn công cảnh sát quá lâu đến nỗi nhiều người không muốn làm công việc cảnh sát nữa. Đó là điều đầu tiên mà ban lãnh đạo cần thay đổi. Thay ma Joe Biden vừa xuất hiện đã bị la ó sau nhiều tháng bị giam lỏng tại DC. Quý vị thân mến, các cuộc khủng hoảng quốc tế đang bùng nổ trên toàn thế giới, trong khi người dân Mỹ đang phải vật lộn để kiếm sống nhưng chúng ta lại không có tổng thống nào lãnh đạo chúng ta vượt qua thời điểm khó khăn này. Đoạn phim đáng báo động về một Joe Biden hoàn toàn mất tập trung xuất hiện chỉ vài giờ trước khi ông dự kiến sẽ có bài phát biểu trước hội nghị DNC ở Chicago trước khi đi nghỉ hai lần. Ông Biden sẽ được giới thiệu bởi con gái Ashley, đứa con gái mà ông ta từng tắm chung khi cô còn nhỏ. MSNBC đã ghi lại cảnh quay video của Joe Biden tại DNC, nơi ông tham gia cuộc diễu hành trước khi chính thức cúi đầu trước những kẻ âm mưu đảo chính đã lật đổ ông để ủng hộ Kamala Harris. Nhưng người ta mong đợi với Dementia 2, đây là một nhiệm vụ khá gian nan. Quý vị hãy chú ý trong video, cách ông ấy trông giống như một thay ma khi máy quay phóng to ông ấy, dường như cho thấy ông Joe Biden không biết là mình đang ở đâu. Joe Biden nhanh chóng bước lên sân khấu, nơi ông được hỏi một loạt các câu hỏi bao gồm một câu hỏi về cuộc đảo chính DNC do Nancy Pelosi lãnh đạo đã lật đổ ông. Biden đã không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, rõ ràng là ông không hiểu được các phóng viên đang nói gì hoặc bị mất thính lực không rõ nguyên nhân. Trời ơi, Nước Mỹ sẽ phù hộ nếu phiên bản Joe Biden này xuất hiện trên sân khấu tối nay. Không ai cần phải chứng kiến sự lặp lại của những gì đã xảy ra trên sân khấu tranh luận với tổng thống Trump gần 2 tháng trước. Sự suy giảm nhận thức liên tục của Joe Biden vẫn là một sự xấu hổ không thể chấp nhận được và tất cả các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ, đặc biệt là Harris phải chịu trách nhiệm Họ biết người đàn ông này đã ra đi trong nhiều năm, nhưng vẫn che giấu sự thật với người dân Mỹ cho đến khi rõ ràng là ông ta sẽ thua Donald Trump. Người ta có thể lập luận rằng tất cả bọn họ cũng nên bị buộc tội ngược đãi người già. Điều này đúng gấp đôi với người quản lý chính của Chu và vợ là Chu. Thưa quý vị, y tá Chu và Chu sẽ đến Santa Barbara, California để nghỉ mát trong suốt tuần còn lại. Biden đã đi nghỉ cả cuối tuần và sẽ đi nghỉ vào phần còn lại của tuần. Ông ấy vẫn đang hưởng lương từ tiền đóng thuế của người dân. Sau khi dành cả tuần nghỉ mát ở Santa Barbara, gia đình Biden sẽ tới bãi biển Rehoboth vào Chủ nhật để nghỉ mát lần nữa. Thẩm phán tòa án tối cao chỉ trích việc có quá nhiều luật khiến nước Mỹ bị tổn hại. Kính thưa quý vị, vào ngày 8 và ngày 9 tháng 8, thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Neil Gorsuch lần lượt đến thăm Thư viện Reagan và Thư viện Nixon để trả lời các câu hỏi về cuốn sách mới và ký tặng cho người mua sách. Theo quan điểm của ông, sự gia tăng các quy định pháp luật của Mỹ đã tạo gánh nặng cho người Mỹ và thường trà đạp lên quyền lợi cũng như cuộc sống của họ. Chính thẩm phán hiện tại của Tòa án Tối cao Mỹ được bổ nhiệm bởi 5 tổng thống. Ông Gorsuch được bổ nhiệm bởi Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 ông đã dành 4 năm để hợp tác với ông Jenny Nisty, cựu trợ lý luật sư của ông Gossett, để viết cuốn sách Over The Human Toll of Too Much Law, tạm dịch phán quyết quá độ, sự tổn hại đối với con người khi có quá nhiều luật. Ông nói với khán thính giả rằng, tôi đã làm thẩm phán được gần 20 năm và tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp trong phòng xử án nơi những người Mỹ bình thường, những người tử tế Chăm chỉ đang cố gắng nỗ lực hết sức mình Nhưng lại vô tình bị luật pháp cho một cái bạc tay Thưa quý vị, cách đây chưa đầy 100 năm Luật pháp của nước Mỹ có thể cho vào một cuốn sách mỏng Ngày nay nó chiếm cả một giá sách trong văn phòng của tôi Trong những năm gần đây thì Cục Đăng ký Liên bang Nơi liệt kê các quy định của chính phủ đã có tới 60.000 cuốn 70.000 trang và số tội phạm liên bang đã tăng lên khoảng 5.000 Ông cho biết hệ thống ngay càng phân to đã tạo ra một mê cung. Trong đó, người Mỹ đôi khi vi phạm các quy định pháp luật mà họ không biết là có tồn tại. Ngay cả các cơ quan quản lý đôi khi cũng không biết có những luật mà họ có trách nhiệm thực thi. Quốc hội giao nhiều trách nhiệm lập pháp cho các cơ quan soạn thảo các quy định và các quan chức điều hành buộc tội, nghe lời chứng hoặc xét xử mọi người. Ông Gossett nói, Người Mỹ phổ thông ngày nay có khả năng đối mặt với quan chức hành chính cao hơn gấp 10 lần so với đối mặt với thẩm phán. Việc phụ thuộc quá nhiều vào luật pháp có nhiều lý do, có thể liên quan đến sự tan vỡ về cộng đồng và lòng tin của đất nước. Ông than thở rằng trong những thập kỷ gần đây, ngày càng có ít người đi nhà thờ hơn, ít câu lạc bộ xã hội hơn và sự chia sẻ chính trị sâu sắc hơn. Mỹ sắp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập. Ông Gossett tin rằng có 3 điều cơ bản nhưng phi thường trong tuyên ngôn này. Thứ nhất, tất cả mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm đến từ đấng tạo hóa chứ không phải từ chính phủ. Thứ hai, mọi người sinh ra đều bình đẳng, mặc dù phải mất một thời gian dài người ta mới nhận ra điều đó. Thứ ba, quyền lực hợp pháp của chính phủ đến từ sự đồng thuận của người dân. Thưa quý vị, người dân của chúng tôi, Hiến pháp Hoa Kỳ nói với bạn rằng, bạn là người có chủ quyền của đất nước này. Nếu mọi người tin tưởng rằng họ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân và gia đình, cũng như tin tưởng vào cộng đồng địa phương, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác, giải quyết vấn đề và sẽ không cần phải việc gì cũng phải kiện nhau ra tòa. Ông cho biết, có quá nhiều trường học đã loại bỏ các khóa học giáo dục công dân. Ông kêu gọi mọi người vận động các khu học chính khôi phục nó để nâng cao hiểu biết của công chúng về các hệ thống chính phủ như phân chia quyền lực, thành lập hạ viện và thượng viện, cũng như những gì cơ quan hành pháp nên và không nên làm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong việc bồi dưỡng văn minh và ý thức công dân. Cuối cùng, Emily và Cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV ePost Time. Xin hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung, nhanh, trung thực và chính xác nhất. Một lần nữa, Emily xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.